5 dấu hiệu cho thấy bạn cần giảm cân ngay lập tức Không phải dấu hiệu cần giảm cân nào cũng dễ dàng nhận ra Và sau đây là 5 dấu hiệu cảnh báo điển hình cho thấy tới lúc bạn đã cần thay đổi chế độ ăn uống và tập luyện của mình để không muốn bị béo phì và có những tác động tiêu cực tới sức khỏe 1. Cao huyết áp Một trong những bệnh mãn tính phổ biến nhất của những người bị thừa cân là huyết áp cao Tình trạng này khiến bạn bị tăng nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và bệnh thận Mặc dù có nhiều loại thuốc bạn có thể sử dụng để điều trị huyết áp cao, nhưng một trong những điều quan trọng nhất cần làm để kiểm soát huyết áp tốt là giảm cân. 2. Cholesterol cao hoặc tiền tiểu đường, tiểu đường. Bệnh tiểu đường và cholesterol cao là những bệnh mãn tính nghiêm trọng có thể gây tổn thương cho thận, dây thần kinh và mắt của bạn, cùng với các bệnh về máu và mạch máu khác. Tin tốt là cả hai tình trạng sức khỏe này đều có thể được quản lý hiệu quả, ít nhất là một phần nhờ giảm cân. 3 ngủ ngáy vào ban đêm. Ngưng thở khi ngủ là một tình trạng sức khỏe có đặc điểm là hơi thở bị gián đoạn trong khi ngủ và một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất là thừa cân. Ngưng thở khi ngủ có thể khiến giấc ngủ không được đi vào chất lượng và dẫn tới mệt mỏi vào ban ngày, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp và tiểu đường. Vì vậy, giảm cân là điều quan trọng khi bạn bị ngủ ngáy vào ban đêm. 4. Các cơn đau. Việc thừa cân khiến bạn trở nên nặng nề và các khớp của cơ thể phải chịu áp lực lớn hơn bao gồm cả cuộc sống. Kết quả là trọng lượng dư thừa của cơ thể dẫn tới các cơn đau chẳng hạn như đau đầu gối, thậm chí là lưng dưới hay các cơn đau ở vị trí khác. Bất kỳ một cơn đau mới khởi phát nào mà bạn không chắc chắn về nguyên nhân, hãy nói chuyện với bác sĩ và nếu kết luận có liên quan tới cân nặng thì đã đến lúc bạn cần giảm cân. 5. Khó khăn để duy trì cuộc sống hàng ngày khi bạn đã quen với các hoạt động hàng ngày và đột nhiên bạn cảm thấy mệt mỏi và tốn nhiều sức lực cũng như nhiều thời gian hơn để thực hiện chúng thì hãy nghĩ đến một trong những nguyên nhân có thể là do cân nặng